Quận ủy Ca Răng vừa thành lập 4 đoàn giám sát kết quả thực hiện chỉ thị 05 và kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các chi đảng bộ trực thuộc. Các đoàn giám sát đã làm việc với 40 chi đảng bộ trực thuộc. Qua giám sát cho thấy các chi đảng bộ đều quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên học tập quán triệt chỉ thị 05, kết luận 01, chuyên đề toàn khóa đại hội 13 của đảng và chuyên đề năm 2022. Cấp ủy chỉ đạo tập thể và từng cá nhân đăng ký những việc làm cụ thể theo gương Bác, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của đảng. Từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế. Trong nội dung sinh hoạt hàng tháng đều lồng ghép tuyên truyền các mô hình, điển hình tiêu biểu về học và làm theo Bác. Đồng thời mỗi năm, chi bộ chọn ra từ 1 đến 2 chủ đề cụ thể để tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tìm ra giải pháp triển khai thực hiện chỉ thị 05 hiệu quả. Các đoàn giám sát quận ủy đánh giá cao những nỗ lực của các chi, đảng bộ trong thực hiện kết luận 01 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các chi đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy và đảng viên trong học và làm theo Bác để quần chúng noi theo, chú ý nhắc nhở, tăng cường kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, biểu dương khen thưởng kịp thời để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa phong trào học và làm theo Bác phát triển sâu rộng ra tận các tầng lớp nhân dân.